là Nguyễn Ngọc Hương của vận động sống thuận tiện. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh bằng ngẹo cổ, như dân gian gọi là trúng gió đấy. Tức là sáng ra mà chúng ta ngủ dậy, cái đầu nó ngẹo, quay được bên này, quay bên này, gây khó chịu chúng ta thì vận động sống chữa rất dễ và rất nhanh, đầy hiệu quả. Thì các bạn có thể là tự làm đấy được. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh như thế này. Đây là một bệnh nhân bị bệnh ngẹo cổ. Tức là sáng thì ta dậy người ta không quay được. Ví dụ như người ta không quay được ở bên trái là bên phải này. Chúng ta sẽ làm như sau. Khi người ta không quay được phải, trước hết là chúng ta sẽ giảm cơ ở vùng cổ. Các bạn phải tì tay đây, vì lực ở vùng này là lực của một ngón tay. Do vậy các bạn phải đặt tay lên vai người bệnh để triệt tiêu cái lực của cánh tay. Nếu chúng ta đưa thế này thì sẽ lực của cánh tay, nên chúng ta đặt tay để triệt tiêu. Và đi thì đi hai ngón. Khi đi thì lưu ý là chỗ này nó có cái xương trũng, nên chúng ta phải đi đặt từ dưới xương trũng, đi trèo qua bờ xương trũng, chứ chúng ta không được đâm vào xương trũng. Đấy, tôi sẽ đưa trèo qua này thì người bệnh cảm thấy rất là dễ chịu. Và chúng ta giải tiếp cơ ở đây. Nhớ là đi chậm, nhẹ nhàng. Bạn sẽ đi nhẹ nhàng. Sau đó thì chúng ta sẽ trọng điểm chính sẽ là đốt sống L3. Thì trọng điểm chính của nó sẽ là đốt sống L3. Các bạn xác định L3 thì ví dụ như các bạn không phải là cái người bà con, nếu như không phải là người chuyên làm tất độ sống thì có thể xác định một cách dễ dàng bằng gì. Đây là bờ xương, đây là bờ xương chậu của chúng ta. Đây là bờ xương chậu, thì từ bờ xương chậu gióng vào đốt sống tại điểm nào thì đấy chính là đốt sống L4. Thì các bạn sẽ thêm một đốt này sẽ là đốt L3. Đấy, đây là bờ xương chậu gióng vào ngang bằng đốt sống mà tôi gặp đây chính là L4. Thì các bạn chỉ dựng lên một đốt, đây số L3, chúng ta dây nhẹ nhàng. Khi dây chúng ta lưu ý là đây là cái G của cái gai sau, của đốt sống nó nô đây, thì chúng ta gai dây chúng ta đâm vào cái này, chúng ta vào cách chúng ta va cái này, chứ không phải chúng ta trèo vào đầu của cái gai này, chúng ta dây ta va vào cái này, dây, thì đây gai sau cái này, từ đây đâm vào, đấy. Các bạn sẽ làm như thôi. Khi đi thì chúng ta đi vòng tay nó rộng ra, lực không cần mạnh, và nhớ là đi thì chậm thôi, đấy. Chậm này. Và sau đó các bạn sẽ đi độ khi dây thế này, các bạn lưu ý là khi tấn cho dây ấy, là cái lớp da chúng ta bám trên da người bệnh là không được trượt lên nhau, không phải trượt như những người xoa bóp huyệt này, mà chúng ta tôi là ví dụ như đây là một cái điểm đen thì tôi dây nó đi ra lại thì cái điểm đen đấy nó vẫn phải nằm ở dưới tay tôi chứ nó không được chạy. Do vậy chúng ta dây là gọi là trong nghề tôi gọi là trên tĩnh dưới động, tức là cái chỗ da tiếp xúc với da tay tôi là tĩnh nhưng mà dưới cơ dưới thì lại động chạy theo tay tôi. Khi dây này chúng ta dây chậm thế này và cứ khoảng độ 10 nhịp như thế này thì chúng ta hơi nhấc tay một tí xong rồi đặt lại để dây để cho cái da nó thở, tránh gây là chợt cái da ở đây. Chúng ta sẽ dây như này. Tại sao dây đây lại khỏi? Bởi vì như chúng ta biết ấy, là nếu chúng ta học về giải phẫu chúng ta sẽ hiểu là tại dọc theo cột sống lưng chúng ta nó sẽ có cơ tiết bám chạy dọc, và cơ tiết là cơ gai ngược bắt đầu xuất phát từ điểm D1 cho đến L3 thì nó sẽ là điểm tiếp xúc nguyên thủy của L1 là D1 tắm tận nó là L3. Cái cơ thứ hai chạy vòng bên ngoài cơ này chính là gì? Chính là cơ dài ngực. thì nó bám bắt đầu từ chỗ xuống chỗ này chạy đấy xuống và cũng lại đến L3 thì mới là điểm tiếp xúc đầu tiên, sau đó nó chạy xuống đến vùng SC này. Thì chúng ta tưởng tượng như hai cái dây này hai bên đấy, hai cái cơ đấy hai bên thì cũng hệt như là cái diều mà trẻ con nó chơi ấy. Cái diều muốn bay lên cân được thì cái diều nó hai cái dây lèo diều nó phải cân, nếu mà dây lèo nó nằm ngắn hơn thì lập tức cái diều nó sẽ quay tít. Thế chính vì cái hiện tượng này người ta trúng ngủ dậy thay thế hoặc là trúng gió, nó dẫn đến là cái bám tận của cơ nó co, dẫn đến là cái cơ này đầu ta mảnh sang một bên nó sẽ đau. Do vậy khi chúng tôi chữa này chính là chúng tôi đã nhả cho hai cái dây lèo này nó cân nhau lại, khi nó cân nhau trở lại cái này thì cái cổ người ta quay bình thường. Do vậy chúng ta hiểu đấy chính là nguyên nhân gây bệnh này là cái cơ giải ngược bắt đầu từ cái trũng này đi xuống và đến L3 tiếp xúc. Do vậy các bạn chỉ cần chữa bệnh L3 chữa bệnh L3 là người bệnh sẽ quay cổ cách dễ dàng. Đó lại và chúng ta làm như này chừng độ 5 phút thì hỏi người bệnh, nếu người bệnh quay đỡ được nhiều rồi chúng ta làm tiếp 5 phút nữa. Lưu ý là không được làm, bà con không làm lâu quá, bởi vì nếu làm lâu quá thì cái lớp da thế này nó sẽ bị trợt đi với đau. Hai là trong cái nghề của chúng tôi tác độ sống muộn là đến ngưỡng thì phải dừng. Thì cái ngưỡng dấu hiệu thế nào là khi chúng ta xanh mà thấy lớp cơ tôi lại mềm và đặt tay vào nó dính nó dính nó mụn nó giữ tay lại thì đấy là đến ngưỡng chúng ta không được làm chưa nữa. Và như vậy là mình đã xong, người bệnh có thể quay cổ mạnh bình thường.